Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cho bạn một cái hình về hồn ma ha. Cái bài này lấy cái mẫu ở trên mạng trong dịp lễ Halloween đó các bạn ha. Ok, là mình sketch 2D cho nó nè các bạn. Bài tập này cũng thuộc dạng bài tập cơ bản các bạn ơi, rất là dễ các bạn ha. Đó, mình sketch ở đây xong sẽ hành dùng lệnh Revolve Surface ha. Bài này là bài chủ yếu mình sử dụng lệnh xử lý bề bề mặt các bạn ha. Ok, rồi xong rồi thì mình sẽ vẽ cái phần tay của nó nhé. Giờ nhớ lưu vào lại nha các bạn ha, lưu vào lại mình sẽ vẽ cái phần tay cho nó này, sketch 2D này. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kênh YouTube của mình. Rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn. Khi mình vẽ xong cái đường dẫn rồi á, mình sẽ dùng cái lệnh lót nha các bạn ha, lệnh lót mình tạo cái cánh tay cho nó nhé. Ok, mình lót này và chọn cái đường dẫn nha các bạn ha. Rồi ok đó. Chúng ta chọn cái phần hồi nãy chúng ta tạo lệnh plan plana hình vẽ nó bứt lại cái tay nè. Rồi ok, làm sẽ xử lý sau, sẽ vào lệnh connect ha, liên kết nó lại nha các bạn. Rồi ok, đó một khối này
Chúng ta sẽ dùng lệnh fillet bo bo lại nha, bo giống như cái hình tròn đó nha các bạn. Rồi ok, bạn lưu đôi bài lại nhé. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh trim ha, trim server dọn chọn chế độ ở dưới nó sẽ liên kết lại nha các bạn ha, trim nhiều đối tượng cùng một lúc nha. Ok, bạn sẽ chọn remove là bỏ cái phần bề mặt của mình không cần thiết đi. Đó sẽ là chi sẽ tự động liên kết với bề mặt lại với nhau nha các bạn ha. Ok, tương tự với phần bên kia nha các bạn. Sau khi xong như lệnh swap, lệnh fillet, fillet dạng là nhiều cái kích thước khác nhau nha các bạn ha, bạn nhập nhập số cho nó này. Ok rồi đó, cứ vào tương tự phần bên kia thôi, nó đối xứng mà các bạn ơi. Bước tiếp theo và sketch 2D về cái phần chân của nó nha các bạn, phần dưới của nó nha các bạn ha. Cái phần này nó có giống như là tạo cảm giác như là nó là một cái miếng vải nó bồng bềnh, mình sẽ vẽ giống giống như là cái mẫu mình đó, nó sẽ uốn lượn cái khúc dưới này nha các bạn ha. Ok, sketch 2D thôi. Sau khi về xong thì lệnh extrude surface ha, được giảm như vậy. Chúng ta vào cái lệnh này gọi là trim ha, cắt bỏ cái phần rìa ngoài đi là xong, nó sẽ được ra được nha cái mẫu các bạn ha. Rồi, đó ok. Bước tiếp theo là lệnh fillet ha, fillet bo cái này lại. Sau khi bo xong chúng ta sẽ vào cái lệnh gọi là lệnh fillet để bo cái phần đáy này, nó thích cần đó các bạn, nó thích cần ta là bề dày nhưng mà ta sẽ fillet cho nó này. Đó, bài này nó cũng đơn giản đó các bạn ha. Sau khi xong tới cái phần tạo cái mặt phẳng là mình tập vẽ cái gương mặt của vật mẫu nha các bạn. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi xong nó sẽ tiến hành dùng lệnh offset surface ha.
mà chúng ta sẽ lấy dấu cái điểm này nha các bạn ha. Ok, và offset surface nó sẽ lấy bề mặt của nó, chúng ta sẽ thành intrude và bỏ vật liệu các bạn ha. Vì nó sẽ mà chút thông thường nó sẽ bó lỗi nha, nó kiểu được hai cái bề mặt, nên mình sẽ dùng cái lệnh offset surface mình tạo cái bề mặt sẵn trước đó nha các bạn ha, và cho nó cắt vào trong bề mặt nó một tí là 0.5 nha các bạn. Rồi rồi đó ha, rồi đó xong các bạn ảnh ảnh bớt đi nè, rồi mình hoàn thành đó các bạn ơi. Ok ha, cảm ơn các bạn nhé.